Xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio, kênh chuyên bán, phối ghép và test âm thanh. Và trước màn hình anh em đang xem là cặp loa của hãng TDL. Model của nó là TDL RTL3, sản xuất tại Anh Quốc. Cặp loa này nó sở hữu chiều cao 1m, rộng 20, sâu 40. Sở hữu 2 bát 18 rốn tên lửa gân cao su đặc trưng của Anh Quốc. Một chép đôm lụa, hai lỗ thông hơi cạnh nhau phía dưới. TDL RTL3 là sản phẩm hàng đầu của hãng TDL. Và cặp loa này đã đoạt giải nhất Watt Hi-Fi năm 1995 tại Anh Quốc. Cặp loa này nó được sản xuất vào khoảng trước năm 1995. Dòng loa này không được nhiều dân audio Việt Nam biết tới do người thành lập ra cái hãng loa TDL này đã qua đời trong một cái vụ tai nạn ô tô. Nhưng nó lại gây được khá nhiều ấn tượng và tiếng vang với dân chơi audio quốc tế. Một cặp loa tiếng rất là hay. Như anh em biết, chất âm của loa Anh thì rất nhẹ nhàng, chi tiết, nên người chơi sẽ cảm nhận được sự tinh tế nhất của bản nhạc. Và cặp loa TDL RTL3 này có một trường âm rộng, đều ba giải, đặc biệt kiểm soát giải bát và giải trung âm rất tốt. Âm trầm thì xuống rất là sâu, vì vậy sẽ dẫn đến âm trung dày và rộng, phù hợp với chơi nhạc vàng, nhạc đồng quê hoặc là nhạc cổ điển rất là hay. Và đặc biệt là hay ở thể loại guitar, hòa tấu hoặc là nhạc opera giao hưởng. Và một cặp loa rất là dễ phối ghép anh em nhé, rất là dễ phối ghép. TDL RTL3 có một chất âm đặc trưng rất ăng lê và giá tiền quá tốt cho người yêu chất âm châu Âu. Như anh em biết thì giá bán năm 1995 tại triển lãm giải thưởng âm thanh năm 1995 thì cặp loa TDL RTL3 này có mức giá là 1.300 đô. Và là cặp loa có sức cạnh tranh với các loa đối thủ có mức giá trên 1.750 đô. Cặp loa này nó không quy định và ghi công suất và không hề kén âm ly, nên anh em lựa chọn khi phối ghép âm ly rất là dễ dàng. TDL RTL3 có độ nhạy là 90 dB, trở kháng của nó là 8 ohm, nên đặc biệt càng rất là dễ phối ghép. Và TDL RTL3 này rất hợp khi ghép với các dòng âm ly Rothel Marantz, ví dụ như Marantz PM19 74D, 80A, 80, 88SE hoặc là 1122, 1070. Và có thể anh em có thể ghép những dòng của Anh, ví dụ như Musical, Fidelity A1 class chạy class A hoặc là A100 chạy class A. Hoặc là có thể anh em ghép âm đi Arcam Alpha, ví dụ như mình đang đánh cặp loa này với cả Arcam Alpha 5 hoặc là những dòng âm đi NAT. Tuy nhiên, TDL sẽ phát huy hết sức mạnh của mình và vẻ đẹp trong chất âm khi phối ghép với âm ly châu Âu. Nếu ghép với Sansui thì không hợp, nên anh em chú ý. Anh em có ý định ghép âm ly Sansui thì mình khuyên là không nên mua cặp loa này, vì khi ghép âm ly Sansui nó sẽ không thể hiện được hết chất của cặp loa này. Và khi nghe thì ghép âm ly thì nghe nó hơi cứng với thể loại nhạc vàng. Chính vì cặp loa TDL RTL3 là một cặp loa hay, nên nó đã giúp cặp loa này trở thành cặp loa chiến thắng và được trao giải thưởng cao nhất ở cái lễ trao giải Watt Hi-Fi năm 1995. Và TDL RTL3 là một dòng loa hiếm và quý. Nó là sự lựa chọn tốt nhất với giá tiền dưới 10 triệu đồng nếu anh em muốn chơi chất âm châu Âu. Và bây giờ xin mời anh em lắng nghe chất âm cặp loa đạt giải thưởng Watt Hi-Fi năm 1995 này khi ghép cùng chiếc âm ly Anh Arcam Alpha 5.
Anh em vừa nghe qua cặp loa đoạt giải nhất ở giải thưởng Watt Hi-Fi năm 1995 thể hiện với cả chiếc âm đi Arakam Alpha 5 của Anh Quốc. Và cặp loa này bên Việt Vinh Audio bán với mức giá là 7.8 triệu, một mức giá rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa rất là hay này thì liên hệ với mình theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Thân ái chào tạm biệt.